Đây là chiêu Nhã Phương đã đối phó với các bóng hồng của Trường Giang. Quý vị tính giả thân mến liên tục phải đối mặt với những ngồn màu tình ái của Trường Giang. Đây là cách Nhã Phương đối diện với dư luận và đối phó với các bóng hồng để có thể giữ gìn hạnh phúc của mình. Từ đầu năm 2018 đến nay, câu chuyện tình yêu của Trường Giang và Nhã Phương luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm lớn. Gần đây còn xuất hiện tin đồn Nhã Phương đang mang thai 3 tháng và chuẩn bị làm đám cưới với Trường Giang trong tháng 9 tới đây. Nhiều người thấy thương cho Nhã Phương trong mối quan hệ với Trường Giang bởi nữ diễn viên cứ liên tục phải đối mặt với những ồn ào tình ái của bạn trai. Sau mỗi lần Trường Giang bị các cười đẹp cãy tên trên báo chí và truyền thông thì mọi người đều ngóng đợi phản ứng của Nhã Phương. Ai cũng muốn xem cách cô sẽ đối diện với dư luận và đối phó với các bóng hồng như thế nào để giữ gìn hạnh phúc cho mình. Scandal tình ái đầu tiên của Trường Giang là Quế Vân bất ngờ lên tiếng tố nam danh hài bạc tình khiến cô đau khổ. Quế Vân không ngại công khai, nhiều đoạn trò chuyện hình ảnh thân mật của cả hai. Không giống như phản ứng thường thấy của phụ nữ khi xuất hiện người thứ ba, Nhã Phương chọn cách im lặng để sự việc lắng xuống. Khi scandal tạm trôi qua, Nhã Phương mới lên tiếng khẳng định lỗi lầm của câu chuyện trên không phải là do Quế Vân, vì khi yêu phụ nữ đều chịu thiệt thòi nhiều hơn nam giới. Sau đó, Nhã Phương nhẹ nhàng khẳng định vị thế của mình bằng dòng trạng thái. Tôi và anh Giang đều đã đắc nhau về thăm nhà đối phương. Gia đình tôi rất có thiện cảm với anh ấy, đặc biệt là cô em gái Phương Anh luôn thúc giục hai anh chị sớm kết hôn. Sau khi thấy hình ảnh của Trường Giang bên cạnh Nhã Phương, Quý Phân đã phải lên tiếng chống chế rằng Nhã Phương nên cảm ơn cô, bởi nếu cô không vạch mặt Trường Giang trở thành chất xúc tác thì cả hai đã không có được hạnh phúc trong hiện tại. Trong hơn một tháng, nam em từng liên tục tấn công Trường Giang với câu chuyện tình cảm sức mướt, tới mức nam danh hài phải lên tiếng rằng tình cảm của anh chỉ dừng ở mức anh em quý mến, chứ không phải tình yêu. Thậm chí Trường Giang còn cho rằng đầu óc của nam em không bình thường. Trái với phản ứng ảo ạc của nam em, Nhã Phương lại vô cùng bình tĩnh. Cô né tránh nhắc tới scandal của bạn trai. Thay vào đó, Nhã Phương luôn xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, khẳng định đang bận rộn với cuộc sống, đồng thời chia sẻ rằng mình vẫn ổn diễn viên sinh năm 1990 chia sẻ tôi nghĩ ở mọi thời điểm chuyện tình cảm đều rất quan trọng nhất là với những người giàu cảm xúc như tôi đôi lúc tình cảm còn quan trọng hơn công việc tuy nhiên hiện giờ tôi muốn dồn sức cho sự nghiệp tôi đang có nhiều kế hoạch mới cần hoàn thành tuy nhiên trải qua biết bao sóng gió đuổi chuyện ngầu màu cặp đôi vẫn quay về với nhau người hâm mộ mong rằng cặp đôi sớm về chung một nhà và trường giang hãy thay đổi để toàn tâm toàn ý với nhã phương Giả Phương tha thứ cho Trường Giang sau ồn ào tình cảm với nam em. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, cư dân mạng phát hiện Trường Giang thường xuyên đưa đón nhà Phương đi mua sắm và ăn uống. Dường như cặp đôi đang dần dần công khai chuyện tình cảm trở lại sau rất nhiều sóng gió mà Trường Giang bị đùn lăng nhăng với Quế Vân, nam em và tán tỉnh Khánh My. Đáng chú ý là đoạn clip ghi lại hình ảnh cặp đôi sánh bước trên một con phố ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong đoạn clip, nam danh hài xứ Quảng dùng xe hộp màu trắng đưa bạn gái đi mua sắm, sau đó chở cô về một căn nhà cuối con hẻm ở Sài Gòn. Trong xe, cặp đôi trò chuyện với nhau khá vui vẻ như không hề có giận hờn chia tay. Không chỉ phát hiện một lần đi cùng nhau, Trường Giang còn bị bắt gặp chở nhà Phương đi mua trái cây và cùng về nhà của nữ diễn viên. Nhà Phương diễn nguyên sách đồ màu trắng, đi cùng giày cao gót, mang mắt kính để không gây sự chú ý của mọi người. Cả cô và Trường Giang di chuyển trên chiếc xe là món quà mà trước đây nam danh hài dành tặng cho người đẹp. Đây không phải là lần đầu tiên cả hai đi cùng với nhau sau ồn ào chuyện tình cảm. Theo một số nguồn tin, thời gian này, Nhã Phương đang theo học một khóa tu tập ở làng Mai, Thái Lan. Vào những ngày cuối khóa, Trường Giang đã tạm gác mọi lịch trình công việc để sang xứ sở chùa vàng thăm bạn gái trước đó tin đồn trường giang nhà phương chia tay xuất hiện khi nam danh hài vướng phải scandal tình ái với nam em lúc ấy trong một buổi gặp gỡ truyền thông nam em nức nở kể về tình yêu một tháng với danh hài họ võ trong khi anh vẫn còn mặn đồng với nhà phương sau đó trường giang đã bác bỏ tình yêu nam em cho rằng hoa khôi này không bình thường đáng chú ý sau scandal của người yêu nổ ra, nhà phương không lên tiếng cũng không trần tình với bất kỳ ai, cô lặng lẽ sang pháp dự liên hoan phim về nước tiếp tục đón sinh nhật bên nhóm bạn thân thay vì mừng ngày đặc biệt bên người tình. những tưởng nhà phương đã quyết định chia tay và chọn con đường không có trường giang sau những sóng gió tình cảm tuy nhiên sau tất cả nữ diễn viên vẫn quyết định cho trường giang thêm một cơ hội dù cô không chính thức lên tiếng bác là những đồn đoán đường ai nấy đi với bạn trai. hết thú nhận khổ tâm nhạc phương lại bật khóc vì lý do này trên trang cá nhân mới đây của mình nhạc phương bất ngờ đăng tải hình ảnh cô diện áo dài tuyệt đẹp gam hồng phấn dễ thương kèm dòng chú thích đầy ẩn ý nữ diễn viên tuổi thanh xuân bày tỏ hôm nay bảo yêu thương đập đổ bộ về nhà em em cảm ơn mọi người đã thương và dành những lời chúc ngọt ngào kèm những hình ảnh vô cùng xinh đẹp dành cho em nó khiến nhỏ cười rất nước mắt khi ở xứ người em cảm ơn cả nhà thật nhiều Bên cạnh những lời ngợi khen cho nhan sắc xinh đẹp của Nhã Phương, không ít người dành cho nữ diễn viên lời chúc mừng tuổi mới, cũng như những thành công mà cô gặt hái được trong thời gian qua. Trước đó, Nhã Phương đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi xuất hiện tại đêm tiệc của điện ảnh Philippines trong khuôn khổ liên hoan phim Cannes. Cũng ngay tại đêm tiệc này, bên cạnh giao lưu với các nhà làm phim nước bạn và có những cơ hội hợp tác mới, nữ diễn viên cũng đón nhận thêm một tin vui mới với phim ngắn của mình phim ngắn của nhà phương lấy chủ đề về số phận là người phụ nữ và nhập cư khi cô há thân vào người mẹ bầu 6 tháng vật lộn với cuộc sống mưu sinh trong tiệm nail và sự kiểm tra gắt cao của bộ di trú anh thời gian qua khi chuyện tình cảm lan truyền xung xao khắp các mặt báo nhà phương luôn giữ im lặng người đẹp cho rằng chuyện đã qua hãy để nó qua đi bởi theo như lời nhã phương nói là quan điểm của em là chỉ khóc cho em nghe thôi mình gặp khó khăn thì bản thân phải tự đứng lên mình không thể dựa vào ai cả và em cũng không muốn gia đình em quá lo lắng do đó thường thì chỉ khi chuyện đã qua em mới kể lại cho gia đình bày tỏ sự đồng cảm với nhã phương lương mạnh hải tâm sự rằng tính cách kiên định giữ nỗi buồn cho bản thân có thể làm khổ chính mình đến đây cô bật khóc và không giấu nổi sự xúc động Nhà Phương tâm sự, chuyện đó đương nhiên khiến em rất khổ tâm, nhưng em chọn con đường như thế, bởi em chỉ muốn nhìn gia đình của em vui vẻ và hơn nữa, em nghĩ là từ từ, thời gian sẽ xoa so dịu tất cả mọi chuyện. Nữ diễn viên chia sẻ thêm, khi ai đó đòi em, hỏi em có khổ tâm hay không, đương nhiên có chứ, em là con người mà, nhưng em luôn dặn bản thân phải mạnh mẽ. Đồng thời nhà Phương cũng khẳng định là cô luôn mong có được tình yêu đẹp, cuộc sống hạnh phúc, tuy nhiên nếu trước đây cô đặt tình cảm lên cao hơn công việc ở sau thì bây giờ công việc cô đưa lên trên tất cả. Nhã Phương có điểm báo về ôn ao tình cảm giàu hơn một năm trước. Quý vị thính giả thân mến, khi ồn ào tình cảm xung quanh mối quan hệ của Trường Giang, Nam Em, Nhà Phương dần được lắng xuống, cả ba cũng đã trở lại với công việc của mình. Tuy nhiên mới đây, việc nữ diễn viên tuổi thanh xuân và Nhan Phúc Vinh xuất hiện tình tứ đi ăn khuya và về chung khách sạn khiến dư luận lại trở nên xôn xao. Tiếp đó, cư dân mạng lại đào mộ những dòng status tâm trạng cũ của Nhà Phương khi nói về chuyện tình cảm. Người con gái trong tình yêu khi nếm trải đầy đủ những ngọt ngào lẫn đắng cay, cuối cùng rồi cũng sẽ nhận ra giá trị đằng sau của một sự việc là ý nghĩa của nó chứ không phải bằng tên gọi. Con người ta có thể đi ngang qua cuộc đời của nhau theo nhiều cách, người để lại yêu thương phía sau sẽ được gọi là kỷ niệm, người để lại những ký ức buồn và những giọt nước mắt sẽ được gọi là quá khứ, mà kỷ niệm là để nhớ còn quá khứ sẽ là thứ mặc định mà chúng ta đưa nó vào quên lãng. Trùng hợp hơn trong buổi lễ trao giải cánh diều vàng 2017, khi nhắc đến chuyện tình cảm, nhà phương né tránh nhắc đến Trường Giang và chỉ phát ngôn chuyện gì qua rồi cứ để nó qua đi. Việc lặp lại câu nói khi nhắc về quá khứ được cư dân mạng cho rằng status hơn một năm trước chính là điểm báo, cho thấy nhà Phương đã có dự cảm không hay về chuyện tình cảm, cụ thể là những ôn ào tình ái với Trường Giang trong thời gian qua. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp vô tình, trong khi nhà Phương thân mật cùng Nhân Phúc Vinh, Trường Giang lại ủ rũ như thế này. Ảnh Trường Giang bên nhà Phương ở Thái Lan gây chú ý Quý vị tính giả thân mến, hôm ngày 3 tháng 7, hình ảnh Trường Giang và Nhã Vương bên nhau khi xuất hiện ở một trung tâm thương mại được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo thông tin từ người chụp, ảnh được chụp tại Thái Lan vào chiều cùng ngày. Trong tấm ảnh, Nhã Phương mặc đồ đen đang đứng trước quầy tiếp tân, trong khi đó Trường Giang đứng sát cô. Anh mặc áo phông trắng giản dị đi dép tổ ong và quần sọt. Hình ảnh được công khai đúng vào thời điểm chuyện tình cảm giữa Trường Giang và Nhã Vương nhận nhiều câu hỏi thắc mắc từ khán giả. Đây là lần thứ hai cặp sao được trông thấy bên nhau. Cách đây hai tháng, hình ảnh Nhã Phương cùng Trường Giang tại một quán ăn phỉ hè tại thành phố Hồ Chí Minh từng được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi. Một trang fanpage chuyên về tin tức giải trí cho biết, Nhã Phương hiện tham gia một khóa tu tập ngắn ngày tại Thái Lan. Trường Giang thường đến thăm bạn gái, chuyện tình cảm của hai người được cho vẫn tốt đẹp sau những sóng gió. Chia sẻ này của Trang được bố mẹ Nhã Phương ấn like. Ở phần bình luận, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ khi Trường Giang và Nhã Phương tái hợp. Họ cho rằng ồn ào với nam em sẽ là bài học đắt giá để mười khó thay đổi chính mình. Hồi tháng 6, khi được hỏi về chuyện tình cảm với Trường Giang, Nhã Phương khẳng định, chuyện tình cảm của tôi không bị ảnh hưởng bởi tin đồn. Cô nói thêm, đến một lúc thích hợp tôi sẽ chia sẻ với khán giả về chuyện tình cảm. Bây giờ phim ra mắt tôi chỉ muốn mọi người biết tới vai diễn. Với tôi, công việc thời điểm này được đặt trên tình cảm. Gần đây, nữ diễn viên tuổi thanh xuân trở thành nghệ sĩ, nhận được sự quan tâm từ công chúng. Sự xuất hiện của cô trong ngày ấy mình đã yêu, bị nhiều cư dân mạng nhận xét đơn điệu chưa thực sự bứt phá. Nhà Phương tiếp tục gây tranh cãi khi vướng nghi vấn, đóng chính phim Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt. Khán giả so sánh hình ảnh nữ diễn viên với bản gốc do Song đóng và đưa ra những lo lắng cho rằng đây sẽ là vai khó của nhà Phương. Hôm ngày 3 tháng 7 có tin Khả Ngân đã được mời thay thế sau khi Nhã Phương tự nguyện rút vai trong những tin đồn liên tiếp phía nhã phương và trường giang từ chối đưa ra bình luận